Kinh tế đêm không chỉ có du lịch, nhưng có thể bắt đầu từ du lịch để lan tỏa sang các ngành khác. Hiện, tại thành phố Hà Nội, du lịch về đêm chiếm đến 20% tổng doanh thu của ngành. Để làm kinh tế đêm bài bản, cần không gian một khu đô thị với đủ các hoạt động, từ vui chơi giải trí, biểu diễn nghệ thuật, văn hóa đến ẩm thực mua sắm. Hiện nay thì các cái không gian để phục vụ cho cái hoạt động này, chúng ta cũng cần có sự rà soát để xác định các cái không gian phù hợp cho hoạt động du lịch đêm. Đặc biệt là chúng ta hướng tới các cái không gian tách rời cái khu vực và dân cư để có những cái tổ hợp riêng biệt cho hoạt động này. Thành phố sẽ thực hiện trong việc rà soát để tích hợp vào các cái không gian quy hoạch phát triển thủ đô trong cái thời gian tới. Bên cạnh không gian để các cái nhà đầu tư tạo ra các sản phẩm trong các cái điểm không gian này, thì cũng cần tính đến một nguồn nhân lực để phục vụ cho các cái hoạt động du lịch về đêm. Tương tự như thành phố Hà Nội, nhìn nhận việc quy hoạch là không quan trọng. Thời gian gần đây, thành phố Đà Nẵng chú trọng phát triển các mô hình kinh tế đêm, điển hình như tại chợ đêm và phố đi bộ An Thượng ở quận Ngũ Hành Sơn. Tuy mới đi vào hoạt động, song 2 tháng đầu, có hơn 3.000 lượt du khách và người dân đến tham quan và sử dụng dịch vụ. Lượt khách du lịch đăng ký lưu trú tại các khách sạn trên địa bàn phường Mỹ An đạt 9.890 lượt khách, tăng 11% so với cùng kỳ. Đây là một trong những tuyến phố đi bộ được đầu tư bài bản, nghĩa là được lát đá theo cái mô hình là các tuyến phố lát đá ở châu Âu. Và cùng với cái việc là đầu tư về lát đá thì thành phố cũng thực hiện việc hạ ngầm các cái hệ thống điện cũng như là hạ tầng dây cáp thông tin để mà xây dựng các tuyến phố thực sự là văn minh hiện đại. Đi cùng với đó thì Ủy ban nhân quận cũng chỉ đạo các phòng ngành cũng như là phường vận động bà con hình thành các cái phố chuyên danh. Ngoài quy hoạch, bức tranh kinh tế đêm vẫn còn phụ thuộc nhiều vào mô hình kinh doanh phục vụ. Trong thời gian tới, thành phố Hồ Chí Minh sẽ có các cái mô hình phát triển đặc trưng cho kinh tế dịch vụ 24 giờ. Sẽ có những cái mô hình xác định cái lõi của khu vực là các hoạt động về mua sắm. Một số mô hình sẽ xác định lõi là hoạt động ẩm thực. Một số mô hình sẽ xác định hoạt động lõi là văn hóa nghệ thuật và thể thao. Và từ các hoạt động lõi này của các khu vực, chúng ta sẽ phát triển tiếp các hoạt động bổ trợ. Để có những cái chương trình, có những cái giải pháp, đặc biệt là có những cái hoạt động về dịch vụ làm sao đó hấp dẫn cho khách du lịch họ chơi ban đêm. Ví dụ như tiếp tục nâng cao cái chất lượng dịch vụ của cái chợ đêm Phú Quốc. Cái thứ hai nữa là các khu du lịch họ mở những cái khu ẩm thực vào ban đêm, những cái hoạt động văn hóa nghệ thuật vào ban đêm. Chương trình. Như vậy, giải pháp quy hoạch ở đây chính là xây dựng một mô hình kinh tế mới cho khu vực, đánh giá được tiềm năng kinh tế của du lịch đêm và xác định được nguồn lực đầu tư một cách bài bản hiệu quả nhất, nhưng vẫn hài hòa với các loại hình kinh tế khác.